Ngày 13 tháng 4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Hoàng Vũ, 44 tuổi, trú tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, 3 triệu đồng. Ông Phan Hoàng Vũ bị Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi vận tải khách du lịch không theo hợp đồng với khách du lịch theo hành trình, tuyến đường du lịch và 1,5 triệu đồng về hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi chuyên chở ở bến tàu và nơi công cộng khác. Trước đó, ngày 8 tháng 4, ông Lê Quốc Khánh, thành viên của Đoàn Nghệ thuật Hương sắc Việt, Hà Nội, đến tham gia triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam tại Cần Thơ. Phản ảnh đoàn của ông gồm 12 người thuê một chiếc tàu du lịch do ông Phan Hoàng Vũ điều khiển đi tham quan các điểm vườn du lịch tại huyện Phong Điền. Khi đoàn đến vườn sinh thái Bà Hiệp, huyện Phong Điền, đoàn thống nhất không mua vé vào tham quan do vườn chỉ có một loại trái cây, dâu xanh và yêu cầu lái tàu đưa về. Ông Vũ không đồng ý mà yêu cầu đoàn khách trả thêm tiền nhiên liệu mới trở về nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Theo xác minh của công an huyện Phong Điền, trong quá trình to tiếng với nhau, ông Vũ đã dùng tay đấm ông Khánh nhưng ông Khánh tránh được. Ông Khánh đã dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc, cung cấp cho báo chí và không bị thiệt hại về sức khỏe, tài sản. Sau khi xảy ra sự việc, ông Phan Hoàng Vũ bỏ đoàn khách lại và điều khiển tàu chạy về bến Ninh Kiều. Nhà vườn đã liên hệ tàu khác để đưa khách qua sông. Đại diện vườn sinh thái Bà Hiệp cho biết giá vé vào cổng là 50.000 đồng một người. Khi có tàu đưa khách đến tham quan, nhà vườn sẽ trích tiền hoa hồng cho chủ tàu, nhưng không có liên kết với chủ tàu để đưa đoàn khách. Nhà vườn luôn lịch thiệp, hiếu khách, tôn trọng quyền của khách khi vào tham quan. Công an huyện Phong Điền xác minh ông Phan Hoàng Vũ không hành hung, gây thương tích cho ông Lê Quốc Khánh nhưng có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho du khách nên đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền xử phạt hành chính theo thẩm quyền.